Thưa quý vị, hiện nay các phương thức thanh toán mới, hiện đại và tiết kiệm chi phí đã được các ngân hàng và tổ chức đưa ra nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả về mặt tài chính nhằm nâng cao dịch vụ và tiện ích cho người dùng. Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến đầu tháng 4 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 53,5% và qua phương thức QR code tăng 160,7% về số lượng. Số liệu trên cho thấy sự dịch chuyển hành vi thanh toán không dùng tiền mặt của người tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Cụ thể, đối với người bán, việc thanh toán theo hình thức điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt, dễ dàng quản lý dòng tiền và thúc đẩy việc gia tăng doanh số. Với người tiêu dùng, việc thanh toán trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Theo em cảm nhận thì cái việc quét mã như thế này đối với cả người dân địa phương, nhất là những người nước ngoài, thì em cảm thấy nó rất là tiện lợi vì không phải cầm quá nhiều tiền mặt đi mà vẫn có thể trải nghiệm và ăn những món ăn ở đây. Thanh toán không dùng tiền mặt thì mình xét ra thì rất là tiện. Khách hàng ở đây thì rất gần gũi với cái đặc sản của mình rồi. Nhưng mà đặc biệt cái chương trình lễ hội mà không dùng tiền mặt thì rất là mới lạ. Bên cạnh những tiện ích, phương thức thanh toán không tiền mặt vẫn còn một số bất cập, hạn chế khi người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về tính an toàn và độ bảo mật. Do đó, các doanh nghiệp cần đưa ra các giải pháp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng đảm bảo an toàn trong giao dịch qua Internet cho người sử dụng. Hiện nay, thanh toán điện tử đang là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới, phương thức thanh toán không tiền mặt được xem là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ.